những lời trong bài Tân Cổ Một Chút của soạn giả Hà Nam Quang, sáng tác sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, để tri ân những người chiến sĩ cách mạng hy sinh trong ngày 30 tháng 4 lịch sử, cái ngày mà chỉ một chút nữa là non sông thu về một mối. Trong ngày 30 tháng 4 của toàn dân tộc, thì hai giọt nước mắt trong tôi mãi khuấy động không ngừng. Một giọt mừng vui toàn thắng về mình, một giọt chia tay với người bạn trẻ không kịp chờ một chút thời gian. Đó thì từ cái cảm xúc đó tôi mới viết cái bài Một Chút. Từ tháng từ hồng ngày 30, từ Một Chút được tác giả sử dụng đi sử dụng lại nhiều lần trong bài hát, càng tăng thêm sự da diết và chút tiếc nuối trong ngày đất nước ca khúc khải hoàn, đã mang đến cho người nghe, người xem niềm xúc động dạt dào và sự thán phục về những con người được thể hiện trong tác phẩm, mặc dù chiến tranh đã lùi xa. Tình tiết mà cô đem vào trong cái bài hát á, nó rất là gần và nó rất là dễ thương. Nhiều nghệ sĩ xúc động khi thể hiện những bài hát do soạn giả Hà Nam Quang sáng tác là phải, nhất là các bài viết về chiến tranh, bởi bà chọn lối hành văn mộc mạc, gần gũi, dễ hiểu, dễ cảm nhận. Câu từ mà bà sử dụng thì đậm chất miền Tây Nam Bộ, vừa phản phất hơi thở cuộc sống, vừa thân thương, bình dị. Tác giả của những bài hát, những vở tuồng cải lương giờ đã ở tuổi 70, nhưng bà vẫn sáng tác đều đặn, nhất là về đề tài người lính, về ngày 30 tháng 4 lịch sử, như để tri ân những người đã góp phần giải phóng đất nước, giải phóng quê hương.